của pháp luật. 3. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, phòng quản lý đô thị. Quận Đống Đa cũng đã phối hợp với các sở ngành để rà soát và kiểm tra phát minh các thông tin liên quan cái bộ phận công trình xây dựng ở địa chỉ 84 đường Láng có cái tính chất là vi phạm cái hành vi cơi nới lấn chiếm đất không gian của các tổ chức cá nhân liền kề. Theo quy định chúng tôi đã kiểm tra và xác minh cũng như lập quy trình xử lý đảm bảo đúng quy định pháp luật. Có những cái yếu tố khách quan thì tại thời điểm năm 2019 thì các lực lượng chức năng của quận cũng như là ủy ban phường ngã tư sở đã rất tích cực triển khai cũng rất nhiều biện pháp. Nhưng tại thời điểm đó thì các cái chủ thể tổ chức cá nhân liên quan đã không phối hợp và chúng tôi đã lập đủ hồ sơ để có cái công tác xử lý vi phạm của theo kế hoạch ngày hôm nay. Về lực lượng thì theo các quy định chung thì có cái công tác bảo vệ đảm bảo cho các cái lực lượng thực hiện công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các khối lực lượng quần chúng nhân dân để thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền thì cơ bản là cũng đều đáp ứng theo các quy định pháp luật. Theo cái kế hoạch chung ấy thì là có các cái khối công việc thì có khoảng 60 người. Thì sau khi mà thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng xong thì quận Đống Đa cũng sẽ phối hợp với các đơn vị sở ngành để thực hiện công tác quản lý, bàn giao phần đất trên công trình vi phạm cho các tổ chức cá nhân có liên quan để quản lý sử dụng đất nó đúng quy định của pháp luật. Vâng, cho em lấy mấy đúng hình ạ. Vâng. Hoạt động đầu tư xây dựng khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản sử dụng và nhà và công sở phải một được tám mươi người có